Hello mọi người, mặc dù thời tiết ở chỗ mình đang khá là nóng nhưng lại có rất nhiều bạn muốn mình làm về áo cardigan nên hôm nay mình sẽ review em áo này cho mọi người xem nhé. Áo này thì mình mua ở shop quốc tế, lúc mà mình mua thì cũng chưa có lượt mua về đánh giá nào cả nên mình cũng thấy hơi lo bởi vì sợ áo sẽ không giống hình, nhưng mà đến lúc nhận hàng thì mình thấy khá là bất ngờ mọi người ạ, bởi vì áo này mình mua còn hạt rẻ hơn một cái áo phông mà chất len thì khá là dày dặn luôn ý. Phong dáng của em này thì mình thấy rất là vừa phải, không bị quá ngắn hay là quá dài. Mình cao 1m6 thì mặc sẽ như trên hình nha. Họa tiết kiểu này thì mình thấy cũng rất là dễ phối đồ luôn nè. Nếu như mọi người đang muốn tìm đồ để đi Đà Lạt hay là mặc vào dịp thu đông sắp tới thì mình thấy là có thể tham khảo em áo này nha. Ủa giờ thì mấy bà hối tôi mua áo len cardigan quá, mà mấy bà có biết là tôi còn nóng hơn mấy bà đâu. Trên chỗ tôi thì bắt đầu trời se lạnh rồi, cho nên là bây giờ tôi sắm đồ len nhiều lắm để khi nào hết dịch đem về trên đó mặc. Thực sự là trong đầu tôi lên rất là nhiều kế hoạch luôn, khi nào mà hết dịch thì chắc chắn sẽ dắt mấy bà đi tham quan ở trên đó. Mọi người thấy áo len này có đẹp không? Mọi người có thể mặc được hai kiểu, cài hết nút vô như thế này cũng rất là xinh, hoặc là có thể khoác không cần cài nút cũng được. Trời ơi, thật sự là bạn này đi học mặc cũng rất là xinh mà đi chơi mặc cũng cực kỳ hợp nữa. À quên mất, do là mình có tính trước cho nên là mình mua size M. Em này mặc size M thì mình lắm nha, 10 điểm 10 luôn. Clap. Bộ sưu tập cardigan phần 1. Thật ra các mẫu mọi người gửi mình đều đã đặt rồi, tuy nhiên mùa dịch nên có thể giao lâu. Hôm nay review trước em này nhé. Đây là một mẫu len form rộng có theo gấu khá tỉ mỉ, giá thì chưa tới 200, không hợp với quần suông lắm thì phải. Form áo rộng nên phối với quần skinny, nhưng vì mình lùn 1m5 nên không nên mặc quần ôm đâu. Mọi người có thể phối với chân váy như thế này, đi học rất là dễ thương.